Thân mến, và một lần nữa xin được đồng nhiệt hân hoan chào đón đón tiếp toàn thể quý vị tân khách khách quý. Chúng ta đã có mặt tại trung tâm bữa tiệc của gia đình Hoàng Hà Gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép những người làm chương trình cho phép cho ban tổ chức chúng tôi xin gửi tới toàn thể các quý ông phúc hậu, quý cậu thanh tú, chú tươi mát, quý bác đấy đà, quý bà thủy mị, quý chị đoan trang và các quý nàng tươi trẻ một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành nhất, và chúc cho buổi lễ vô quy của cô dâu Bích Phượng, chú rể Trung Kiên thành công tốt đẹp. Và quý vị thân mến, thật đúng là hoa sen thì đẹp nhất trong đầm, mà chú rể đẹp nhất thì khi yêu thầm cô dâu, mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu, giờ cũng sẽ có đôi ba câu để tỏ tình, mà tỏ tình thì phải bất thình lình, chỉ có như vậy mới lấy được người mình yêu. Vâng, và yêu nhau thì mình đùi cùng trèo, mới sông cùng đợi, mới đèo cũng qua, ngại gì cái chuyện đường xa, không dư suýt thì ra ga ta đi tàu, mà yêu nhau không quan trọng giàu nghèo, không đi tàu thì ta lại đi xe, và qua một thời gian đi cả tàu lẫn xe, thì cô dâu và chú rể đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình rồi. Và đám cưới ngày hôm nay đây là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng quý vị thân mến, và ngay giờ phút này thì theo như chiếc đồng hồ của ban của chúng tôi, hiện tại chiếc đồng hồ đã chỉ giờ vàng, dây ngọc, phút kim cương rồi. Vậy đã đến giờ buổi lễ phục quy của đôi bạn trẻ diễn ra rồi, và ngay giờ phút tuyệt vời này, giờ phút hạnh phúc này, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị thân khách, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt sang phía ngoài cổng để chào đón hai gương mặt rạng ngời nhất, lung linh nhất, cô dâu Bích Phượng, chú rể Trung Kiên sẽ cầm tay nhau bước lên thánh đường hạnh phúc để ra mắt toàn thể quý vị. Và mọi người có thể nở một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay giây phút tuyệt vời này trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của hai gương mặt rạng ngời nhất, lung linh nhất, cô dâu Bích Phượng, chú rể Trung Kiên. Và một lần nữa xin được kính mời tất cả mọi người chúng ta có thể nở một tràng tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để có một ngày vui, một ngày phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì không thể thiếu được công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và ngay giờ phút tuyệt vời này, để cho buổi lễ phục quy của bạn trẻ được diễn ra theo phần đầy đủ hơn, theo phần thành công tốt đẹp hơn, thì ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời lên sân khấu về phía đại diện của gia đình nhà gái, trân trọng kính mời bố Lò Văn Sôm, mẹ Tòng Thị Hoàn là bố mẹ thân sinh của cô dâu Bích Phượng sẽ trở lại sân khấu cùng người con gái yêu quý của mình. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, và về phía đại diện của gia đình nhà trai thân yêu cũng trân trọng kính mời bố Lò Văn Nội, mẹ Lò Thị Thiết là bố mẹ thân sinh của chú rể Trung Kiên cũng sẽ trở lại sân khấu cùng người con trai yêu quý của mình. Vâng, xin mời. Đến và ngay giờ phút này trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của đại gia đình hạnh phúc nhất, và phía đại diện của gia đình nhà gái thân yêu có sự hiện diện của bố Lò Văn Sơn, mẹ Tòng Thị Hoàn là bố mẹ thân sinh của cô dâu Bích Phượng đứng ở phía tay trái của cô dâu đây, và phía đại diện của gia đình nhà trai thân yêu có sự hiện diện của bố Lò Văn Nội, mẹ Lò Thị Thiết là bố mẹ thân sinh của chú rể Trung Kiên đứng ở phía tay phải của chú rể đây. Và ngay giờ phút tuyệt vời này, để gửi tới toàn thể quý vị anh chị lời chào, lời kính chúc sức khỏe gì trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta hãy cùng nhau nghiêng mình quý chào toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Vâng ạ, một tràng tay thật lớn cho hai bên gia đình được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá nhất một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình, đó là điều hai bên gia đình cũng như đôi bạn trẻ của chúng ta mong muốn. Và người con gái này rất là xinh gái, thùy mị, nét na, được mang tên Bích Phượng, sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố Sôm, mẹ Hoàn tại quê hương bản Un, Mường Bon, Mai Sơn. Và người con trai này cũng rất là cao to, phong độ đẹp trai, được mang tên Trung Kiên, sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố Nội, mẹ Thiết tại quê hương bản Nậm Ban, xã Lót, Mai Sơn. Và tình yêu đã đưa hai bạn trẻ đến được với nhau. Và ngày hôm nay, ngày thật lành, tháng thật tốt, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của đôi bạn trẻ, thì ngày hôm nay gia đình họ nhà gái long trọng tổ chức buổi lễ phục quy cho cô dâu và chú rể với sự hiện diện đông đảo của tất cả quý vị tân khách, là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình ông bà Sôm Hoàn. Và ngay giờ phút trang trọng này, không để quý vị chờ lâu hơn được nữa, MC Du Mạnh, người kết nối trên chương trình và thay mặt cho ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ phục quy của đôi bạn trẻ Bích Phượng Trung Kiên, Trung Kiên Bích Phượng xin được phép chính thức bắt đầu. Đó là chúng ta có thể nở một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đại gia đình cười thật tươi lên đi nào.
buổi tối và buổi tối ngày hôm qua thì chú rể của chúng ta còn ngủ một mình. Chắc chắn rằng tối nay anh sắp ngày tình đàm bên. Buổi tối ngày hôm qua cô dâu Bích Phượng còn ngủ với mẹ, tối nay cô đã phải xa mẹ mất rồi. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép cho ban tổ chức tôi đỡ lời cho bên gia đình ông bà Sô Hoàn, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, chân thành cảm ơn tất cả quý vị tân khách đã dành tặng tình cảm tuyệt vời nhất để trở về đây để chúc mừng cho hạnh phúc cho hai bên gia đình. Một lần nữa đỡ lời cho bên gia đình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Với quý vị thân mến, thật đúng là mẹ sẽ đón em về làm dâu của mẹ, anh đón em về thì làm vợ của anh, mà chiếc nhẫn trao tay thì là ngàn nỗi nhớ. Chiếc nhẫn tuy bé nhưng mà tình cảm rất là lớn lao. Và ngay giờ phút tuyệt vời này, để minh chứng rằng đôi bạn trẻ của chúng ta được nên duyên chồng vợ, thì trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy cùng nhau tiến lên về trước để trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất, đó chính là cặp đôi vòng nhẫn cưới, để minh chứng rằng từ giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng ta đã là của nhau. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể ạ. Của tình yêu trước sự chứng nhân của tất cả mọi người, chú rể có thể ga lăng hơn nữa được không ạ? Có thể quỳ xuống một chân để cầu hôn cô dâu trước sự chứng nhân của tất cả quý vị không ạ? Vâng, xin mời chú rể đi nào. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn cho chú rể được không ạ? Tình yêu thì bắt đầu từ đôi mắt, và ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Kể từ giờ phút ngày hôm nay đây, Bích Phượng chính thức là vợ của Trung Kiên. Vâng, xin mời cô dâu sẽ đeo nhẫn cho chú rể được ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, và ngay giờ phút này tuyệt vời này, ngay giờ phút tuyệt vời này, chú rể Trung Kiên chính thức là chồng của cô dâu Bích Phượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng ạ, và ngay giờ phút tuyệt vời này, đôi bạn trẻ có thể dành tặng cho nhau một cái ôm thật là nồng thắm nhất được không ạ? Có được không ạ? Vâng ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng, ngay giờ phút này chú rể có thể dành tặng cho cô dâu một cái ôm thật là nồng thắm nữa được không ạ? Vâng ạ. Rất tuyệt vời ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Để chúc mừng và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và quý vị thân mến, và để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Bích Phượng, chú rể Trung Kiên được nên duyên chồng vợ, thì bố nội mẹ thiết về phía gia đình nhà trai sẽ có món quà để gửi tặng cho hai người con yêu quý của mình. Vâng, xin mời món quà của bên gia đình được gửi tặng cho hai người con yêu quý của mình. Vâng, thật đúng là một chút quả mọt tấm lòng lại son, cha mẹ gửi tặng con để nuôi cháu sau này. Kính chúc cho cha cho mẹ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, mọi người có thể dành tặng cho cô dâu và chú rể một món quà bằng một tràng vỗ tay trị giá 1 tỷ đồng được không ạ, quý vị ơi? Vâng, rất ngọt ngào, rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, và có lẽ rằng giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng ta đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ như ngày vui nhất đời rồi. Chính vì vậy, giờ phút này xin được kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau tiến lên phía trước để cùng nhau chia sẻ những điều ngọt ngào nhất, cùng nhau cắt lên miếng bánh gato để thể hiện tình yêu ngọt ngào nhất, tình yêu vĩnh cửu nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, mời lên sân khấu để chứng kiến phút giây hạnh phúc ngọt ngào nhất của cô dâu và chú rể. Và xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể có được một tình yêu ngọt ngào, một tình yêu vĩnh cửu nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời đôi bạn trẻ tiến lên phía tay phải của sân khấu, cùng nhau khơi nguồn yêu thương, cùng nhau chung tay góp sức dắt đến thị giờ hồng trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay. Sóng banh thật mạnh, cho sự càng tuôn trào mạnh, thì tình yêu của cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau càng cao quý và thiêng liêng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời chú rể hãy sóc chai rượu sóng banh thật mạnh lên đi ạ. Chai rượu càng tuôn trào mạnh thì đôi bạn trẻ sẽ càng thêm phần yêu nhau hơn, thêm phần gắn bó hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau phút tuyệt vời này, kính mời chú rể hãy bật nắp chai rượu sông bay lên ạ. Ba, rất tuyệt vời, rất mạnh mẽ đúng không ạ? Và ngay sau phút này xin kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau tay trên tay rót lên thách rượu tình yêu. Vâng, xin mời. Vâng, quý vị thân mến. Người này trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ nhìn với chai rượu thứ hai. Vâng, xin mời. Đôi bạn trẻ sẽ sinh được hai con trai tiếp theo ạ. Vâng, cô dâu sốc rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Và ngay giờ phút này xin được kính mời chú rể hãy cho nắp cụt ra nước đi nào. 3 2. Vâng, chưa đếm xong mà đã cụt ra rồi, chứng tỏ chú rể rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Và kính chúc cho đôi bạn trẻ có hai con trai đầu tiên. Và ngay giờ phút này xin được kính mời cô dâu và chú rể rót lên thác rượu tình yêu. Vâng, xin mời. Chú rể sẽ rót những ly rượu tình, rượu thảo để đâng lên hai đấng sinh thành của mình, để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ. Vâng, xin mời. Vâng, ngay sau bước tuyệt vời này, trân trọng kính mời cô dâu Bích Phượng, một người con gái rất là xinh gái, sinh ra và lớn lên trong mảnh đất Đà Mở Bon Mai Sơn, sẽ nâng rượu lên bố mẹ chồng của mình. Và trân trọng kính mời chú rể sẽ nâng rượu lên bố mẹ vợ của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho hai bên gia đình tình nghĩa thông gia, đời đời bền chặt, mãi mãi xanh tươi. Vâng, quý vị thân mến, và em như một chén rượu nồng,
anh chết như miệng mà lòng anh đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xuống cạn để say suốt đời. Và ngay giờ phút này kính mời cô dâu và chú rể sẽ bước lên phía trước để uống rượu giao vôi thắm tình. Vâng, xin mời. Chú rể có thể ôm em cô dâu được không ạ? Vâng, cô dâu cũng vậy ạ. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Xin được kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau xót rượu vào ly của mình và dành tặng cho cô dâu và chú rể hai bên gia đình khoảng chừng 10 giây thôi ạ. Chúng ta có thể đứng dậy để dô được không ạ? Có được không ạ? Vâng, kính mời tất cả mọi người đi nào. Chén rượu của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa vụ thê. Chúc cha hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức một tiết mục múa do đội văn nghệ của gia đình biểu diễn. Vâng, xin mời diễn ạ. Và tất cả mọi người có thể nồng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Thank you.
Yeah.